xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bim Bap bắp bắp và phim ma bắp kể với một tập phim đến từ hồng kông một bộ phim được sản xuất vào năm 2015 có tựa đề là knock knock who's there tạm dịch là có cốc ai đó đây là một bộ phim gồm 3 câu chuyện riêng biệt khác nhau tuy nhiên các nhân vật sẽ giao nhau và sẽ gặp nhau ở bên trong bộ phim này là các nhân vật có quen biết với nhau và có kết nối với nhau tuy nhiên mỗi một câu chuyện thì nó riêng biệt và không có liên quan tới nhau và để tiện việc kể chuyện thì bác cũng sẽ đặt tên tiếng Việt cho tất cả các nhân vật nha và câu chuyện của chúng ta bắt đầu bởi một cặp đôi người con trai tên là thế là một đại thiếu gia con của một tỷ phú có rất là nhiều tiền và rất là nhiều người biết đến rất là nhiều người để ý thế chúng bị kết hôn với một cô gái tên là Hoa. Ngày hôm đó, Thế vào Hoa cùng tổ chức một buổi tiệc à, với những người bạn của Minh một buổi tiệc thân mật trước khi ngày cưới được diễn ra. Hai người rất là vui vẻ và đặc biệt cô dâu tên Hoa của chúng ta rất là xinh đẹp luôn. Có lẽ chính vì vậy cho nên Thế rất là thương Hoa. Trong buổi tiệc tất cả mọi người cùng nâng ly để chúc mừng cho hai bạn sắp tới sẽ có một đám cưới thế kỷ diễn ra. Mọi người mời rượu rất là nhiều mà đặc biệt là mời cô dâu bởi vì cô dâu khá là xinh đẹp mà muốn từ chối thì cũng không được bởi vì vui quá đi. Cho nên Hoa uống có phần hơi quá. Sau khi mà tiệc tàn rồi á, thì Thế mới lái xe chở Hoa đi về. Thấy vợ sắp cưới của mình đi liễn xiển liễn xiển á. Thế ân cần lắm các bạn đỡ vợ lên xe rồi hỏi em sao rồi, em có mắc ói không, em ok không. Thì Hoa nói là dạ em không có sao hết đó em chưa có xiển đâu. Nói vậy thôi chứ Hoa đi cũng liễn xiển lắm. Thế lên xe chở Hoa về. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đang được giới báo chí săn đón rất là riết rao bởi vì thế là một đại thiếu gia, con của tỷ phú mà. Khi thế và hoa lái xe đi thì có một chiếc xe đuổi theo và chiếc xe đó là chiếc xe của phóng viên. Trên xe có một người con trai cũng trẻ tuổi và một người con gái cũng trẻ tuổi là phóng viên săn đón tin tức. Dí không chỉ là dí sát theo xe, thậm chí còn chạy vượt lên, cố tình chạy vượt lên, chỉ thẳng cái camera về phía chiếc xe gần đó để mà chụp hình, cố tình chụp cho thấy rõ mặt cô dâu cho bằng được Trời ơi săn người ta là Xăng xa xa thôi nha Còn tụi này á là tụi nó tới Tụi nó dí sát mặt tụi nó chụp hình luôn Khiến cho Hoa rất là khó chịu Mà thế thì cũng biết vợ mình không có thích bị đăng tin như vậy Mà các bạn cũng biết đăng tin thì đâu có tin gì tốt lành gì đâu Toàn là tin độc mồm độc miệng rồi ha Bắt đầu khui quá khứ của cô dâu Hoặc là cô dâu vì tiền cho nên mới lấy chú rể kiểu này nọ Cho nên Hoa không có thích Và thế biết điều đó cho nên thế lạng lách để mà né cái chiếc xe đó đi Thì cái xe kia nó ráng nó dí theo Trời ơi nó phóng viên mà tưởng đâu nó chủ nợ Nó đi đòi nợ người ta không có các bạn Trời ơi trời coi mà thấy bực mà thấy tội nghiệp cho hai vợ chồng sắp cưới thế hả ráng lãng lách lãng lách thì may á, là chạy tới một cái con đường nó có hai con đường tẻ ra thì thế nhanh nhanh tay lách qua phía bên đường và nó tẻ đi hướng khác còn hai quỷ phóng viên nè đứa con trai nhon gái đứa con gái tên vi và đứa con trai tên tài thì hai đứa nó lại bị tẻ đi cái hướng khác cuối cùng thế và hoa cũng đã cắt đuôi được phóng viên trời ơi là trời mà tội hoa là hoa hồi nãy uống rượu quá trời ráng á, là kìm ngồi trên xe mà xe á, ban đầu khó thể nhịn được nhưng mà nó cứ lãng lạng lách lạng lách, lách, lách thành ra khiến cho hoa khó chịu và hoa mắc ói khi mà hoa không kìm nổi nữa thì không biết phải làm sao mà ói vô trong xe thì kiểu nó dơ theo như phải xả tự nhiên thì cái cửa kính đó, hoa đang mở thì hoa chọt cái đầu ra để mà ói ra ngoài xe lúc mà thấy vợ mình như vậy thì thế cũng quay qua hỏi là em sao vậy em sao vậy thì xui sao đường đó là đường hai chiều và lúc đó là có một cái chiếc xe tải nó chạy nó chạy ngang qua chiếc xe của hai người mà cái khoảng cách giữa hai xe nó lại quá gần khiến cho bụp Xe của Thế thì vẫn cứ chạy đi Chở theo Hoa Nhưng mà chỉ còn là cái mình của Hoa thôi Còn cái đầu của Hoa Thì đã va vào bên trong chiếc xe tải Và nó dăng Nó dăng lên trên cái chiếc xe tải đó Và chiếc xe tải đó là chiếc xe chở rác Về phần của cái người tài xế lái xe rác á Thì anh ta lái xe Anh ta mở nhạc Chạy về đêm có vẻ rất là chiêu các bạn Đâu có mạng thế sự gì đâu Thì cứ chạy bong 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 trên đường á Tự nhiên đang chạy thì nghe Có tiếng đập Râm 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 mà đập ở đằng sau thùng xe á tại vì xe chở rác nó cũng to và ở trên xe có rất là nhiều bịch rác á, người ta cột lại rồi quăng rác lên trên đó khi mà ổng nhìn vô kính chiếu hậu thì lại thấy rải dọc đường là bịch rác nó rớt có thể là cửa nó bị mở hay là bị gì đó mà bịch rác nó rớt chọc vào dọc, dọc đường thế là anh này vội vã thắng xe lại đi xuống coi như thế nào lúc mà xuống xe ảnh còn phàn nàn mà may cái đó là cung đường khá là vắng vẻ thì có một mình xe của anh ở đó thôi. Anh thấy rác rớt dọc đường á, anh cũng phải chạy đi lụm lên. Anh chạy dọc 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 anh lượm mấy bịch rác lại. Anh kêu trời ơi, mệt ghê, không biết sao tự nhiên mấy bịch rác này nó lại rớt xuống đây. Y như là có người quăng xuống vậy đó. Nhưng mà đang chạy xe mà ai lại quăng rác xuống? thì khi mà ảnh đang à, lụm mấy bịch rác kéo lại á, thì anh nghe thấy tiếng sụt sạt sụt sạt sụt sạt ảnh nhìn qua ngay chỗ cái xe chở rác của ảnh á thì ở ngay chỗ à, cái phần sau của chiếc xe đựng rác á bịch rác nó rớt xuống và ở đó thấy có một người đang lui hui lui hui tìm cái gì ở trong đống rác anh này ảnh mới kêu là tìm cái gì ở đó vậy ở đó không có gì đâu chỉ có rác thôi khi nghe tiếng ảnh kêu thì cái người đó mới đứng dậy cái người đó đang lui cui lui cui bơi rác cuối cái đầu xuống cho nên đâu có thấy rõ đâu khi mà ảnh kêu lên như vậy người kia từ 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 đứng dậy đứng thẳng lưng dậy á thì người đó bận một cái đầu ngang đầu gối và người đó không có đầu. Khi thấy một người không đầu đang bới rác thì chắc chắn là người đó đang đi tìm cái đầu của mình rồi. Anh lái xe sợ hãi mà cũng đâu có bỏ xe lại được đâu các bạn. Vội vã chạy lên trên xe lái xe bỏ đi mặc cho một đống rác nó bị rớt ở đằng sau. Quả là một người con gái chết linh thiêng vừa mới đụng cái thôi đó là thành hồn ma nhát cái người lái xe rồi mà bắp nghĩ cũng không phải nhát đâu các bạn. Hoa chết và hoa chỉ muốn đi tìm cái đầu của mình thôi chứ đâu có ý là nhát người ta. Tại vì thấy hoa cũng hiền cũng dễ thương lắm. Thì sau khi mà hoa chết rồi á, người ta mới đưa xác của hoa đi đến nhà tang lễ ở Cửu Long. Ở bên trong nhà tang lễ Cửu Long á có chú Nghĩa và Bình làm việc ở trong đó. Chú Nghĩa thì năm nay tầm khoảng chừng ngoài à, ngoài 50 rồi và chú Nghĩa là chú của Bình. Cái công việc quản lý nhà tang lễ đó là của ba Bình để lại. Và ban đầu thì Bình nghĩ là để cho chú một mình quản lý thôi. Nhưng mà sau này à, nghề chọn người mà các bạn. Còn người thì không có chọn nghề nha. Bởi vì không ai muốn đi làm hết trơn. <laughs> phải đi làm để kiếm tiền cho nên nghề chọn người thôi. Chứ người thì không thích đi làm. nó giỡn vậy thôi. Chứ cũng là do số phận đưa đẩy. Chứ bình ban đầu không có tính làm việc ở bên trong nhà tang lễ đâu. Nhưng sau này thì cũng phải quay về nhà tang lễ để mà phụ giúp công việc của gia đình. Công việc ở bên trong nhà tang lễ là sẽ tắm cho xác chết. Sau đó thì sẽ make up trang điểm cho xác chết chết để tươi tắn nhất có thể để cho người ta tới người ta viếng người ta nhìn không có sợ những người chết bình thường thì không nói còn đặc biệt những người mà bị tai nạn thì gương mặt nó bị sưng tấy hoặc là bị bất cứ một cái căn bệnh nào á, thì gương mặt trông rất là đáng sợ các bạn cho nên cần những người make up phải thật là có tâm để mà làm cho xác chết trông tươi tắn nhất và làm cho xác chết trông không có bị sợ không có bị đáng sợ thì ở bên trong nhà tang lễ đó ngoài chú nghĩa và ngoài bình ra thì có một người con gái chuyên make up trang điểm cho xác chết và người con gái đó tên là linh chú nghĩa thì có khả năng nhìn thấy ma chú nhìn và chú nghe thấy tiếng của hồn ma luôn nhưng chỉ có chú thấy thôi còn bình thì không có thấy cũng có nhiều người hỏi bình là bình làm ở bên trong nhà tang lễ bởi vì trong đó là phải tiếp xúc với xác chết rất là nhiều có xác chết là đưa vô trong đó và làm những công việc như bắp nói đó thì mọi người cũng hỏi bình là bình làm như vậy là có thấy ma không có bao giờ thấy ma chưa thì bình nói là bình chưa bao giờ thấy ma và Bình cũng không có muốn thấy ma Tuy nhiên trong lòng của Bình bây giờ Lại rất muốn được thấy ma Mặc dù trước đó là không có nhu cầu nhìn thấy ma nhưng bây giờ thì có Bởi vì hồn ma Bình muốn thấy chính là người yêu cũ của Bình Là Hoa đó các bạn Hoa lại là người yêu cũ của Bình Ngày xưa hai người yêu nhau thương nhau lắm à, Thề non hẹn biển với nhau Sau đó thì Hoa đi du học ở bên Anh Khi mà đi du học ở bên Anh á, Thì không hiểu tại vì sao Hoa lại không liên lạc với Bình nữa Hai người bị mất liên lạc một khoảng thời gian là rồng rã 5 năm trời Bẳng đi 5 năm tin tức đầu tiên mà Bình nghe lại được từ người yêu cũ của Bình mà trong lòng của Bình luôn luôn nhớ nhung trong suốt 5 năm đó lại là tin báo tử. Trở trêu thay, cái xác đó lại là một cái xác không đầu và được đưa vào bên trong nhà tang lễ nơi mà Bình làm việc để mà chuẩn bị mai táng. Khi xác của Hoa được đưa vào nhà tang lễ của Long thì ngày hôm đó em gái của hoa và chồng sắp cưới của hoa xuất hiện gia đình của hoa bây giờ chỉ còn lại mẹ và em gái em gái của hoa tên là ly ly cùng với anh rể tương lai của mình tới gặp bình à, ly nói với bình đó là nguyện vọng của gia đình của cả ly và mẹ của ly á là muốn bình sẽ à, tổ chức cái tang lễ tổ chức tại nhà tang lễ đó nhưng mà muốn bình sẽ phụ trách lo liệu hết tất cả từ Ờ, sát xác chết rồi cho tới đưa vô hòm rồi cho tới cái buổi tang lễ diễn ra như thế nào trọn gói á là mong muốn chính tay Bình sẽ lo liệu bởi vì gia đình cũng biết Bình là người yêu cũ của Hoa. Thế thì bác không có biết là thế có biết Bình là người yêu cũ của Hoa hay là à, chỉ biết là Bình và Hoa là bạn cũ thì cũng không biết. Chỉ biết khi thế và Ly tới gặp Bình thì cả hai có đem một số đồ vật mà Hoa thường hay sử dụng tới để cho bên nhà tang lễ người ta lo liệu. Thì trong đó có một cái hộp đựng trang sức, nói là hộp đựng trang sức nhưng mà cũng là cái hộp mà phát ra nhạc các các bạn và trong đó dùng để mà đựng trang sức. Thế đưa cho Bình, thế nói là thế biết cái món quà này là Bình tặng cho Hoa mà Hoa giữ suốt khoảng thời gian mà đi du học ở bên Anh á, Hoa giữ và khi mà về nước Hoa cũng mang theo. Thế biết là món quà này rất là quan trọng đối với Hoa, cho nên thế mang đến cho Bình để mà có liệm hay là cái gì thì để chung với xác chết đó các bạn sau khi mà nhận hết tất cả các món đồ thì tâm trạng của bình rối bời luôn chính tay mình phải làm tang lễ cho người mà mình yêu thương mà bây giờ vẫn còn rất yêu thương mà thế thấy cũng tội thế khóc nhiều lắm hoa mất như vậy mỗi lần thấy thế là thế khóc rồi thế rất là đau thương thương tiếc cho người vợ sắp cưới của mình còn riêng về bình á thì mình không rơi một giọt nước mắt nào hết Nhưng mà bác nghĩ là đối với cái trường hợp mà không rơi nổi nước mắt Mới thật sự là đã chết tâm rồi Còn khóc được thì còn có thể nhẹ lòng Nhưng đã đến mức độ mà đau lòng đến độ không rơi nổi một giọt nước mắt Ai... Không còn cách cứu luôn á các bạn Vào tối ngày hôm đó chú Nghĩa đi vào bên trong nhà xác à, trên bàn nhé thì đã có sẵn một cái xác không đầu tuy nhiên người phụ trách cái xác đó là bình thì chú nghĩa để cho bình phụ trách còn chú nghĩa thì đi đến cái tủ đựng xác thì có rất là nhiều cái học hình vuông 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 á các bạn chú nghĩa mở một cái học vuông ra và kéo ở bên trong ra thì kéo ra đầu tiên là cái chân bởi vì cái miếng giấy dán thông tin của người chết á, được mắc lên trên cái ngón chân cái thì chú Nghĩa cầm tên của người đó lên rồi chú nói là ông đừng có lo, tôi là người sẽ phục vụ cho ông. Lại sắp tới chú nghĩ sẽ là người à, tắm rửa và make up cho cái xác chết đó. Và chú rất là thành tâm. Trước khi mà chú phụ trách làm một cái xác nào đó thì chú đều thành tâm nói chuyện à, nói là tôi là người phụ trách, tôi là người phục vụ cho ông kiểu vậy và đừng đừng có sợ hãi. Sau đó thì chú đóng lại cái nắp tủ đựng xác đó. Khi đó thì những cái xác ở xung quanh kêu gào khóc có nam có nữ và đập vào bên trong tủ à, gào khóc thảm thiết. Thì chú mới kêu tất cả mọi người nên trực tự và yên lặng Nếu như không muốn bị hồn siêu phách tán thì phải nghe lời Tới giờ quỷ sai đại nhân đến thì ngoan ngoãn đi theo quỷ sai đại nhân Tối nay khi mà nghe tiếng chuông vang lên là quỷ sai đại nhân đến đón các người đó Ngoan ngoãn mà đi theo quỷ sai đại nhân Thì khi mà chú nói như vậy Chú nhìn qua một góc chú biết là nép ở một góc á, là có một hồn ma mới tới Hồn ma mới tới đó chính là hồn ma của Hoa, xác thì mất đầu thôi nhưng mà hồn ma của Hoa xuất hiện thì vẫn có cái đầu nha, chỉ là ở cổ thì vẫn thấy được một cái vết máu dài là cái vết cắt ngang cổ á. Khi mà chú thấy Hoa đứng nép như vậy, chú cũng biết chuyện Hoa với lại thằng cháu của mình. Tại vì lúc mà gia đình của Hoa tới để mà nhờ vả thì chú Nghĩa cũng nhìn Bình và lắc đầu, ý kêu là Bình đừng có nhận. Nhưng mà vì tình vì nghĩa cho nên à, vì tình vì nghĩa, cho nên Bình cũng phải nhận để mà phụ trách cho cái xác của Hoa. Thì chú Nghĩa biết là thằng cháu mình nó thương con bé này lắm. Chú Nghĩa chỉ nói vậy thôi, nếu như mà không muốn bị bắt thì hãy trốn đi, nhanh lên. Chú nói vững vơ vậy đó. Ai nghe được thì nghe, xong rồi thì chú đi. Khi mà chú đi ra ngoài hành lang á thì chú thấy có một người con gái đang đi xung quanh ở đó. Thì chú mới hỏi là cô tìm ai? Người đó mới kêu là đang tìm nhà vệ sinh chúng mới chỉ ở à, nhà vệ sinh là ở trên tầng 2 á, đi thang máy đi lên nhà vệ sinh trên tầng 2. Thì cái cô đó mới đi vô thang máy và đi lên tầng 2. Và cái người đó không ai khác, chính là bà Vi đó các bạn, cái bà phóng viên đó dí theo xe của Thế với lại Hoa mới gây ra tai nạn. Tại vì nếu mà bà không dí thì cái xe của Thế cũng không có lạng lách. Không lạng lách thì cũng không khiến cho Hoa mắc ói. Mà Hoa không mắc ói thì cũng không có lò cái đầu ra. Nói chung là khi Hoa ói thì cũng là do Hoa bất cẩn, không có nhìn đường mà làm như vậy thì quá là ẩu. Cũng là một cái Bài học không nên thọt cái đầu ra khỏi chiếc xe khi mà xe đang chạy ở trên đường, nó rất là nguy hiểm, cả đầu cả tay, không có biết chuyện gì xảy ra đâu. Thì cũng là lỗi của Hoa bất cẩn. Tuy nhiên nếu mà nói bắt đầu mọi sự kiện ấy, thì là Quỷ này nè. Vi đó các bạn, đúng kiểu là đi săn tinh luôn. Rồi bây giờ đi tới đi tới tận cái nhà xác này là muốn săn tinh nữa đó. Rồi xui sao thấy chú Nghĩa bắt gặp cho nên nói là muốn đi tìm nhà vệ sinh thôi. Khi mà Vi đi vô thang máy và đi lên tầng 2, lúc mà cửa tầng 2 mở ra thì cũng là cái lúc mà quỷ sai đại nhân đi ngang á các bạn quỷ sai đại nhân lắc chuông và những vong hồn đi theo sau lưng của quỷ sai đại nhân rất là đông khi đó linh hồn của hoa đang trốn chạy chạy trốn chạy xa tránh xa khỏi cái tiếng chuông đó để mà không có bị bắt lại còn riêng về cái con vi không biết trời xuôi đất khiến sao cửa tầng 2 mở ra thì không có đèn Nó đi vô trong cái tầng 2 á, thì thấy có rất là nhiều những cái vải màu trắng nó phủ ở xung quanh cái tầng 2 á, Giống như là bị lạc vào bên trong một chiều không gian khác vậy Không có còn là ở nhân thế nữa Và ở xung quanh nó có rất là nhiều hồn ma Những cái hồn ma này á là toàn là ma nữ thôi Đúng kiểu âm thịnh dương suy với các bạn Toàn nữ thôi không thấy nam Bận hả cái đầm màu đen dài tới đầu gối Đi chân không nha Móng chân thì sơn màu đen ma cũng fashionista lắm nha. Trùm đầu bằng một cái ren màu đen và trên tay thì cầm cái gì đó bắp nhìn không có rõ và đi thành một dọc hàng ngang và hai phía đang dần tiến về phía của con vi này khi mà vi nhìn thấy nó rất là hoảng sợ và nó bị những cái hồn ma này lấy cái tay á quơ quơ rồi muốn chụp lấy nó thì được một lúc á có một bàn tay lạnh ngắt à chụp lấy tay của con vi này lôi nó ra một góc thì khi mà bị lôi ra bên ngoài á là nó được cứu nó được lôi ra ngoài một cái hành lang mà chỗ đó là đèn sáng rồi xung quanh thì cũng không có ai hết, giống như là nó được cứu ra khỏi cái chiều không gian đáng sợ kia. Và các bạn biết người cứu nó là ai không? Chính là Hoa, bởi vậy bắp mới nói Hoa hiền, hoa dễ thương lắm. Nó chính là người gián tiếp hại chết Hoa đó, nhưng mà Hoa thấy nó bị vây bắt như vậy, Hoa vẫn cứu nó ra. Tuy là bị kéo ra bên ngoài nhưng mà cặp mắt của con vi bị mù luôn các bạn. Nó liên tục kêu lên là đây là đâu, tại sao tối như vậy, tôi không thấy gì hết. Bởi vì cặp mắt của nó hồi nãy đã nhìn thấy thứ À, những cái thứ không nên thấy đó cho nên bị ảnh hưởng và có lẽ như là nó sẽ bị mù luôn á và cũng vào tối ngày hôm đó thì bà Hương là một người phụ nữ trung niên đi theo cháu gái của mình tên là Nhan bà Hương có một người chồng tên là Lư ông Lư bây giờ đang ở nhà thôi còn bà Hương á tối đi giao hàng đi tới nhà tang lễ để mà giao giấy tiền vàng mã bởi vì nhà của bà kinh doanh giấy tiền vàng mã các bạn làm đồ giấy á còn ở trên tầng trên của nhà bà là có một cái mô hình kinh doanh khá là thú vị nhưng mà một lát nữa thì Bắp sẽ giới thiệu cái mô hình kinh doanh đó đến với các các bạn sau bả xách giấy tiền vàng mã đi qua nhà tang lễ để giao à, con bé cháu của bả tên là nhang năm nay cũng hai mấy ba mươi rồi bả thì xách mấy cái lùm đùm lề đề còn bé nhang khi nhẹ lắm các bạn khiên có cái nhà to chà bá rồi đi trắng hết lối đi à chứ không khiên gì bao nhiêu hết á bả nói với cháu bả là mày khiên có nhiêu đâu mà tao thấy mày đi khó khăn quá vậy nguyên cái nhà giấy mà nhà lầu mấy tầng các bạn cũng khá là nặng trời ơi, con bé nó khi muốn sụp cái lưng luôn mà bác kêu là mày khi có nhiêu đó mà cũng mệt nó hả khi có nhiêu đó mà đi chậm chạp trời ơi, là trời khi mà bà tới giao giấy tiền vàng bạc thì đã có ba người ngồi ở trên bàn chờ sẵn ba người đó là nhân viên làm việc cho cái nhà tang lễ mà lúc đó là không biết là họ trốn làm trốn việc làm hay gì đó hay là được nghỉ rồi chả biết mà không đi về vẫn ở lại nhà tang lễ rồi ngồi trên bàn mà các bạn biết đặc sản của hồng kông là gì mạt chược đánh bài mạt trượt là phải có đủ bốn người bốn tay mới chơi được và ba người này đang đợi à, bà hương tới chơi bởi vì bà này là trùm cờ bạc các bạn ơi bộ môn nào bà cũng chơi mà bà đặc biệt là mê mạt trượt lắm ghiền lắm mấy người kêu hối kêu chứ chối sao mà bà tới trễ vậy là có hẹn trước rồi bà kêu sao mấy người nôn quá vậy nôn thua thấy gì sao <laughs> rồi bà vô bà ngồi bà chơi mạt trượt à, ông cháu á, nó vô nó sắp xếp à, giấy tiền vàng mã xong rồi thì nó đi về trước còn bà thì vẫn ở lại nhà tang lễ để mà chơi mạt chuột với lại ba người làm ở trong đó. Bốn người này hăng say chơi bài thì ở ván đầu tiên À, lại phát hiện ra có rất là nhiều một cái con bài gọi là con bài mặt trắng Bắp thì không có rành cái bài mặt trượt này chơi như thế nào Và cái con bài đó ra làm sao Nhưng mà đại khái là nó dư bài Mà mọi người đã kiểm bài kỹ rồi Không hiểu tại sao lại bị dư một quân bài Bà Hương bởi mới kêu là thôi thì xả cái bài đồ đi Coi như là à, dán đồ chơi xả thôi Dán xong mới là chơi thiệt Thì mới lấy lấy ra cái con bài dư Rồi mọi người lại tiếp tục chơi Khi mà đang chơi á thì có một cái ông ổng kêu là sao mà ổng thấy đau vai quá hôi à, thôi chơi hai ba dáng rồi mình nghỉ bà hương bà còn tiếc bà kêu chứ đã hứa với nhau là phải chơi tám ván mà chơi cái gì mà có hai ba dáng bộ ông tính ăn rồi ông về hả không có cho mọi người gỡ hay gì mọi người bắt đầu chơi ván mới và còn nói với nhau trời có ma hay sao á thì đúng là có ma thì các bạn chơi hết chuyện chơi đâu không chơi chơi trong nhà tang lễ cả bốn người đều cảm thấy rất là nặng vai mà bà hương bảo cũng thấy nặng vai nhưng mà bà mê chơi quá nguyên nhân là bởi vì có bốn hồn ma đang đu ở trên cổ của họ làm sao mà không nặng vai cho được thì khi mà họ đang chuẩn bị dán mới để chơi á ở bên trong chú nghĩa đi ra chú nghĩa mặt rất là nghiêm chú nhìn mọi người và kêu là tại sao bây giờ vẫn còn ngồi chơi ở đây tất cả mọi người đã làm việc xong chưa rồi chú nhìn lên trên trên đầu ở trên mà mấy hồn ma đang đu ở trên á chú kêu là những con ma cờ bạc này thì bà Hương bà nghe bà không có biết các bạn. Bà nghe bà tưởng đâu là chú nói à, mấy người đang chơi mạt trượt thôi chứ không biết là chú đang nói ma. Thì khi mà chú nói như vậy mấy con ma nó quay qua nhìn chú bằng một cặp mắt rất là đáng sợ và gương mặt của chúng móng me bê bé bét, có đứa thì bị nứt ngang cái trán á là à, chết như thế nào hiện lên như vậy trông ghê lắm, nhìn chú bằng một ánh mắt căm thù, chú vẫn rất là nghiêm, chú nhìn chúng và nói Tụi bay dám làm loạn ở đây sao chú đâu có sợ chú có nghề mà các bạn đâu có sợ rồi chú nhìn xuống dưới mấy cái ông á chú kêu là các người vẫn còn ngồi đó chơi sao thì mấy ông này khi thấy chú xuất hiện cũng biết tại vì làm ở trong nhà tăng lễ mà làm chung với chú và làm những cái công việc khác thì biết là chú có khả năng nhìn thấy ma rồi khi này họ cũng nhìn lên nhìn lên trên đầu của nhau á thì cũng thấy có mà nó bù ở trên đó trời ơi, ba người kéo nhau đi ba người kêu là vậy thôi đi làm việc chú nghĩa tới rồi chú nghĩa kêu mình đi làm việc thì mình đi làm việc rồi ba người không dám nói câu nào luôn các bạn à, đứng dậy nghỉ chơi kéo nhau đi con mình bà hương bà không hiểu chuyện gì xảy ra hết mà bà còn mê chơi lắm bà kêu à, mọi người sao đi hết vậy chơi nữa đi cho thêm mấy ván nữa đi sao tự nhiên chưa chơi gì hết mà đi đi hết trơn rồi thì thấy mọi người kéo đi rồi á bà còn liếc chú nữa bà liếc chú nghĩa bà kêu chứ thiệt là mất hứng sau khi xử lý xong chuyện mấy con ma mê mạt trượt thì chú nghĩa quay trở lại nhà xác ở bên trong nhà xác lúc này có linh đang ngồi đó để mà chuẩn bị một cái đồ giả cái đồ này giống như là đồ của con ma nơ canh đó các bạn linh đang ngồi sơn phớt lại ở xung quanh để mà chuẩn bị cho bình sẽ trang điểm cho cái đồ của con ma nơ canh bởi vì xác của hoa thiếu mất đi cái đồ cho nên họ phải làm một cái đồ để mà thế vô cái đồ thật mà linh thì lại là một người không có tin vào chuyện ma quỷ vô thần á không tin thần thánh không tin ma quỷ cho nên làm việc ở trong nhà xác mà nhìn bả rất là chiêu luôn á ngồi sơn phết và vừa làm vừa nghe nhạc lắc lư lắc lư nghe nhạc vậy nè không có cảm giác là nghiêm túc một tí nào hết hoàn toàn trái ngược với chú nghĩa thì khi mà chú nghĩa đi vô chú nghĩa đứng trước ở ngay chỗ cái nhà xác mấy cái chỗ mà cái tủ đựng xác á chú nghĩa nói là sau khi mà qua đồ thất á thì tất cả mọi người nên rời đi hết, nếu mà linh hồn nào chưa có chịu rời đi á thì qua đồ thất rồi á thì bắt buộc phải rời đi. Thì chú nói như vậy. Thì khi mà chú đang đứng nói chuyện á có người vỗ vai chú, chú quay lại đằng sau, chú không có giật mình nha các bạn. Làm sao mà hù được chú, chú không có giật mình, nhưng mà chú hơi khó chịu, người vỗ vai chú chính là linh. Nó thấy chú đứng đó nói chuyện một mình á rồi nó vỗ vai. Linh nó thì tầm hai mươi mấy tuổi các bạn thì linh vỗ vai chú linh kêu là ủa chú chú thấy mà hả chú thì chú mới kêu linh là đừng có tùy tiện vỗ vai người khác linh mới hỏi là tại sao vậy chú <laughs> Nhìn bả vô tri lắm, thì chú mới kêu là "Bộ chưa nghe câu con người có ba đốm lửa hả? Nếu như mà cháu tùy tiện vỗ vai người ta sẽ làm tắt một đốm lửa, nếu như làm tắt một đốm lửa thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đó." Cái này bắp nghĩ là giống như cái kiểu ba hồn bảy vía các bạn, nếu như mà hết hồn hay là bị cái gì đó mất hồn mất vía thì sẽ gặp nguy hiểm, kiểu chú nói là như vậy. Nhưng mà Linh thì không có tin, Linh kêu "Trời ơi chú mê tính dị đoan quá." Chú nghĩ sau đó còn nói với Linh là đi làm mà không có chịu làm việc đàng hoàng, cái chỗ này là chỗ khách hàng của chú cần phải được yên tĩnh kiểu chú nói là làm việc thì cần phải tập trung và tôn trọng khách hàng nếu mà làm mà cứ nghe nhạc như vậy là không có tôn trọng khách hàng của chú mà các bạn cũng biết khách hàng của chú là ai rồi đó đang nằm đó hết trơn con bé nó đâu có nghe lời đâu các bạn thì linh nó đâu có nghe lời đâu chú nói tai này lọt qua tai kia thôi chứ nó cũng không nghe lời chú thì có người gọi điện tới nó bóc máy lên nó kêu alo alo không nghe vậy đó á hình như mất sóng hay sao nói lớn là không nghe thì chú tới chú la nữa chú kêu nó nhỏ thôi khách hàng của chú đang ở đây mà cho nó lớn như vậy nó nhỏ thôi đừng có la lớn như vậy thì con bé linh nó nó không có nghe lời nó bực mình nó bỏ nó đi thôi kiểu như là à, thấy chú quá dị rồi chú hả mê tín dị đoan quá rồi tự nhiên người chết hết trơn rồi người ta có nghe gì đâu mà không cho nói thì cái thái độ là thấy như vậy thôi chứ không có nói ra miệng thì linh chỉ gom đồ và bỏ đi thôi khi mà linh đi rồi á chú nhìn theo chú lắc đầu thôi các bạn chú kêu không có nghe lời người lớn thì sẽ thiệt vào thân. Mà đúng thiệt nha các bạn. Thiệt cái hồi mà trẻ trâu người lớn nói cái gì bắp cũng nghe không lọt tai hết á. Mà mình càng ngày mình càng có tuổi rồi đó. <laughs> càng thêm một số tuổi đó. Thì nghe lời người lớn sẽ không bao giờ thiệt thân. Thích nói chuyện với người lớn vô cùng luôn á. Những cái lời khuyên nó nói thâm sâu mà. Người lớn đã khuyên cái gì thì thể nào cũng đúng thôi bằng cách này hay cách khác. Đặc biệt là tuổi bà ngoại, tuổi lớn đó. Bởi vì người ta đã sống qua từng ấy năm trải qua biết bao nhiêu là hối tiếc trải qua biết bao nhiêu là sai lầm thì người lớn thương người lớn cho mình lời khuyên thì là lời khuyên chân thành nghe theo thì sẽ không thiệt thiệt sự luôn người ta thu người ta mới cho lời khuyên đó và sau đó là tới hôm mà chuẩn bị làm đám tang cho Hoa. Ngày hôm đó, Bình thẫn thờ ngồi một góc, thậm chí chú Nghĩa tới kêu tên Bình mà Bình không nghe. Chú Nghĩa phải vỗ vai Bình một cái, chú Nghĩa kêu là chú đã nói với con rồi, đừng có nhận cái ca này mà con không nghe. Bây giờ tinh thần của con như vậy. Bình đứng dậy nói với chú Nghĩa là dạ cháu không sao đâu sau đó thì Bình đi vào bên trong nhà xác nơi mà Hoa nằm. Ngày hôm đó thì Bình phải chuẩn bị xong xác của Hoa để mà đưa vào bên trong liệm. Kiểu vậy á. Bình tới lấy cái đồ bằng canh đã được chuẩn bị á vào bên trong người của Hoa và nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Ngày xưa Bình và Hoa thương nhau dữ lắm các bạn. Cái hộp trang sức mà Bình tặng cho Hoa ở trong đó có một chiếc nhẫn mà chiếc nhẫn giả tại hồi xưa thời còn sinh viên làm gì có tiền mà mua những thiệt bình à, tặng cho hoa trước bình nói là sau này tốt nghiệp anh có tiền anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn to giống như vậy mà các bạn biết cái chiếc nhẫn giả là cái hộp kim cương bự trà bá vậy đó mà ổng hứa là sau này hả anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn to hơn như vậy luôn rồi sẽ làm cho em một cái đám cưới hả thật là đẹp thật là ý nghĩa hoa còn chọc hoa nói chứ sao anh biết là em sẽ cưới anh thì bình còn chọc lại bình kêu là anh sẽ theo em Nếu như mà thành ma rồi thì anh vẫn sẽ theo em Anh sẽ không tha cho em đâu Rồi hai người cười giỡn với nhau à, Bình cay đắng nói rằng Ngày quan trọng nhất của một người con gái Là ngày đám cưới Và thật là hạnh phúc khi mình có thể Lấy được người mà mình yêu thương Nếu như mà Bình có thể lấy được người Mà Bình yêu thương á Bình sẽ biến người đó trở thành người xinh đẹp nhất trong ngày đám cưới và biến cô ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất trong ngày đám cưới nhưng mà trớ trêu thay bình lại là người chuẩn bị đám tang cho người con gái mà bình yêu và phải trang điểm mà bây giờ cả cái đầu của người con gái đó bình cũng không tìm ra hồn ma của hoa khi đó cũng hiện lên để dự đám tang của chính cô ta và cũng nhìn thấy cảnh bình phải đau thương để liệm xác cho mình như thế nào mà cái khúc này thì nói chung tình yêu của bình và hoa cũng đẹp đó nhưng mà bắp lại thấy thương cho thế các bạn không thấy hoa hiện lên bên cạnh thế không có thấy hoa đau thương không có thấy hoa có cái gì luyến tuyết thế là chồng sắp cưới của hoa hết mà chỉ thấy hoa hiện lên bên cạnh bình thôi, khi mà hoa nhận ra bình là người yêu cũ của hoa là người mà hoa đã bỏ lỡ 5 năm về trước bởi vì một cái sự hiểu lầm mà sắp tới bắp sẽ kể cho các bạn nghe là hiểu lầm như thế nào. Thì bắp tâm sự một xí nha, thấy tội thế lắm. Đâu có phải là thiếu gia ăn chơi chơi xong bỏ, thế cũng mong muốn có một đám cưới hạnh phúc với Hoa mà. À, thế còn chăm sóc cho Hoa rất là kỹ nữa. Rồi khi mà Hoa bị tai nạn và hoa qua đời như vậy á, thế lo lắng cho Hoa À, thế cũng chăm lo lo lắng cho đám tang của Hoa và thế khóc khi nào mà thấy thế là thế khóc nước mắt vàng dụa vậy đó mà hiện lên là không thấy quan tâm ông thế một xí thí nào luôn giống như là bây giờ Lan đã cái trend gì Bạch Nguyệt Quang với nút chu sa đó Bạch Nguyệt Quang là là mãi mà không có được còn nút chu sa có xong rồi mất đó thì chắc bình là nút chu sa trong lòng của Hoa cho nên Hoa không buông bỏ được còn à, riêng về à, ông thế thì chắc là nút ruồi rồi <laughs> kiểu nút ruồi cho nên không quan tâm á các bạn nghe nó hơi phủ nhưng mà chắc thiệt vậy rồi kiểu như là tới tuổi thì đám cưới mà thấy thế cũng gia phả ngon quá cho nên lấy thôi chứ cũng không có yêu sâu đậm thành ra khi mà mất rồi á thì linh hồn của hoa chỉ một mực hướng về người mà hoa luôn luôn nhung nhớ luôn luôn yêu thương đó là bình mà thôi tình yêu của bình bà hoa thì cũng đẹp đó nhưng mà bắp chỉ thấy tội cho thế thôi nhưng mà thôi thế là đại thiếu gia con của tỷ phú thì sau này thiếu gì cô gái vây quanh thế cho nên thôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi sau khi mà đã liệm và chuẩn bị xong xác cho hoa rồi á thì bình cũng đi ra bên ngoài để mà xem tang lễ diễn ra như thế nào khi mà bình đang ngồi thẩn thờ như vậy á thì bình nghe thấy tiếng nhạc vang lên, tiếng nhạc từ bên trong cái hộp trang sức mà bình đã tặng cho Hoa các bạn. Thì bình nhận ra cái tiếng nhạc đó, bình đi vô thì trong đó là cái hòm và trong cái hòm á là có rất là nhiều đồ đạc thân cận mà Hoa giữ khi còn sống. Trong đó có cái hộp trang sức. Bình lấy cái hộp trang sức ra mở lên. Trong cái hộp trang sức đó có một cái tấm gương soi. Lúc mà bình mở lên á thì cái tấm gương soi đó rớt xuống. Ở bên trong cái tấm gương soi đó có một vài cái tờ giấy. À, cũ rồi các bạn đâu ba bốn tờ được viết tay là có người viết thư tay không có gửi đi mà để ở bên trong cái hộp trang sức đó thì đó là những bức thư mà hoa đã viết cho bình nhưng mà không gửi đi được sự tình năm đó là như thế này năm năm trước hoa phải đi qua anh để mà du học cái ngày đi thì mẹ của hoa kêu taxi tới và kêu hoa đi sớm thì khi taxi tới và đưa hoa đi thì bình tới không có kịp chỉ có em gái của hoa ở đó thôi hoa mới cầm một cái tờ giấy trong đó có địa chỉ ở bên anh của hoa cũng như là số điện thoại để liên lạc đưa cho ly là em gái của hoa nói với ly á là khi nào mà em gặp anh bình á, thì em phải đưa lại cái tờ giấy này cho anh bình để cho anh bình biết cách liên lạc với chị ở bên anh nha thì bé ly nó ok nó dạ, dạ 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 rồi kêu chị đi đi chị yên tâm đi em nói với anh bình cho thì khi mà bình đi á thì con bé ly nó xé cái tờ giấy đó nó không đưa cho bình lúc mà bình tới trễ các bạn à bình gặp ly bình nói là chị em đâu rồi thì ly nó lạnh nhạt nó kêu là chị em đi rồi ở Bình cũng hỏi là chị em có để lại tin nhắn gì cho anh hay không Thì cô Ly nó kêu là không Chị em đâu nói gì đâu để gì đâu Mà anh yên tâm đi thì chị em sẽ có cách gọi cho anh thôi Nó thờ ơ lắm Rồi nó nói như vậy nó bỏ đi Những bức thư ở bên trong cái hộp trang sức mà Hoa để lại Thì ghi lại cái khoảng thời gian đầu tiên Hoa có nói là khi em vừa mới qua anh Thì em bị một cơn bệnh rất là nặng Và em phải ở bệnh viện suốt một tháng trời nhưng mà sao anh không tới tìm em rồi sau đó là 3 tháng cũng thấy Bình bật vô âm tính Hoa chỉ nghĩ là Bình quên Hoa rồi Xa mặt cách lòng Hoa còn trách chứ à, Sao anh nói là anh sẽ cưới em mà Em vừa mới đi 3 tháng thôi Mà không có thấy anh gọi điện gì cho em Không thấy anh tìm kiếm em gì hết Bộ gọi một cuộc điện thoại khó khăn đến như vậy sao Tất cả những gì anh nói với em chỉ là giả dối thôi sao và Hoa đã khóc rất là nhiều khi mà kết thúc một cái mối tình dài, một cái mối tình sâu đậm như vậy. Cái ngày mà Hoa đi á các bạn, Bình không có gọi điện được cho Hoa để mà hỏi thông tin bởi vì con nhỏ này nè, con Ly á, nó cancel nó bỏ số điện thoại của Hoa trước khi mà Hoa đi luôn. Khi mà Bình tới hỏi á là tại sao chị của em lại cancel cái số điện thoại đó thì nó nói là ờ à, chị em cancel là bởi vì chị em qua anh, chị em đâu có cần xài số điện thoại đó nữa, nhưng mà đâu có biết là nó làm đâu. Khi này Bình mới biết hết tất cả mọi chuyện là con bé, con bé Ly á, em của Hoa Hoa, nó nói sao? Khi này con Lý nó tự bên ngoài nó đi vô, nó nhìn Bình, nó nói là à, mẹ của em cần gặp anh để mà hỏi một số chuyện. Thì thấy con bé đi vô Bình nhìn nó đưa những cái bức thư lên và nói là năm đó là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại đối xử với chị em như vậy? Em đừng có nghĩ là những chuyện mà em làm á không có ai biết. Thì khi này nó mới bực tức, nó nói là à, lúc đó em làm như vậy hả là bởi vì anh dành chị em với em? tại vì trước đó là hoa rất là thương bé ly cái gì cũng em 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 và dành thời gian cho em đi đâu cũng đi chơi với em thì sau khi mà có bạn trai rồi thì dĩ nhiên là phải dành thời gian cho bạn trai thôi thay vì đi chơi với con bé ly thì không đi chơi với nó đi chơi với bạn trai rồi hả cái gì cũng người yêu người yêu người yêu thế là con này nó ghen nó ghen với bình nó kêu là tại anh đó mà chị em không thương em nữa à, chị em không có đi chơi với em nữa cho nên nó ghét nó cố tình tách bình và hoa ra nó nói với bình là tại bình bình đã cướp chị gái của nó khỏi tay nó thấy có tiếng cãi nhau ồn ào chú nghĩa mới đi vô chú nghĩa nói là bây giờ mà còn cãi nhau cái gì vậy sắp tới giờ xuất quan rồi là sắp tới giờ mang cái hòm đi ra bên ngoài để mà chôn với các bạn xuống huyệt để chôn chú nói là bây giờ chuẩn bị đi ra để xuất quan đi còn đứng đây cãi nhau làm cái gì nữa thì con bé ly nó quay đầu nó đi nó đồng động nó đi à các bạn nó không hề hối lỗi về những chuyện nó làm luôn mà trước đó bình có nói với nó là em có biết em làm như vậy là chị em đau đớn như thế nào không nó đâu quan tâm đâu nó chỉ ích kỷ nghĩ cho nó thôi mà bây giờ thì dù gì chị nó cũng đã mất rồi cho nên nó nó cũng không có quan tâm nữa các bạn Sau đó mọi người mới đi ra bên ngoài Chuẩn bị cho lễ xuất quan Trước khi xuất quan và khiên hòm ra bên ngoài ấy, Thì cần có một số thủ tục cần phải làm Đó là những ai kỵ tuổi hay hợp tuổi gì đó Thì cần phải tránh mặt đi Thì sau đó mới à, cho người thân Cầm di ảnh để mà đi trước Thì con bé Ly là cái người Cầm di ảnh của Hoa Nó cầm di ảnh nó đứng dậy Nó sẽ đi trước quan tài Thì khi mà nó đứng dậy nó đi Nó đi được một khoảng là cái chân của nó rất là nặng nó khủy xuống nó đi không nổi luôn mọi người mới kêu là đứng dậy đi con sao vậy thì ly ấy, nó nó kêu là con 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 không biết nữa nhưng mà chân con nặng lắm con không có đứng dậy đi được mọi người cứ nghĩ là nó vì đau lòng quá cho nên uh, giống như là đi không nổi thì mọi người kêu là cố lên con ráng đứng dậy đi đi nhưng mà nó biết nó biết là tại sao nó đi không nổi nó biết là chị của mình linh thiêng chị mình không có cho mình đi bởi vì chị của mình đang giận đó thế là nó khóc bây giờ nó mới sợ nó khóc nó kêu là em em sai rồi em xin lỗi chị em sai rồi chị ơi thay lỗi cho em em xin lỗi chị thì được khoảng một lúc sau á nó mới đứng dậy và tiếp tục đi ra bên ngoài và mọi người mới di chuyển đem cái hòm đựng xác của hoa đi ra nghĩa trang và bắt đầu an táng khi mà mọi người đã khiên hòm đi hết rồi á linh hồn của hoa vẫn đứng ở trước cửa nhà tang lễ chúng nghĩa đi ngang qua chúng nghĩa nói bây giờ không có còn gì ở đây cho cô luyến tiếc nữa đâu Đi đi. tuy nhiên làm sao mà chú nghĩa biết được vẫn có điều khiến cho hoa không thể nào buông bỏ tới tối đêm ngày hôm đó sau khi à, mọi người đã chuẩn bị xong tang lễ cho hoa hạ huyệt xong hết trơn rồi thì tối bình cầm theo một bó hoa và cái hộp trang sức bình không có để lại vô trong hòm mà bình vẫn giữ tối bình mang cái hộp trang sức và một bó hoa đi lên trên sân thượng mở hộp trang sức ra thì ở trong đó có chiếc nhẫn kim cương nhưng mà bằng giấy nha các bạn không phải những thiệt mà là những giả những bằng giấy thôi bình mới tâm sự bình nói là anh đã hứa sẽ chuẩn bị cho em một cái đám cưới thật là ý nghĩa nhưng lại không ngờ anh lại là người chuẩn bị đám tang cho em anh cũng hứa là sẽ mua cho em một chiếc nhẫn kim cương anh xin lỗi vì đã để, để cho em đợi lâu như vậy anh cũng hứa với em là sẽ không bao giờ rời bỏ em và chắc chắn một điều anh sẽ làm điều đó anh sẽ thực hiện lời hứa của mình sẽ không bao giờ rời bỏ em nói rồi thì bình lấy ra một cái hột quẹt để mà đốt cái chiếc nhẫn đó sau khi chiếc nhẫn bốc cháy thì ở bên dưới hoa cũng nhận được chiếc nhẫn nha các bạn đeo vô tay liền khi đó bình rơi nước mắt bây giờ mới có thể khóc các bạn khi bình rơi nước mắt linh hồn của hoa ở đó chạm vào để mà lau nước mắt cho bình thì bằng một điều kỳ diệu nào đó có thể là tình yêu cảm động lòng trời hay là một phép màu nào đó mà bây giờ bình có thể nhìn thấy hoa bình nói với hoa rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em có thể bằng một phép màu nào đó hoặc cũng có thể là bởi vì sức mạnh của hoa có thể là hoa biết là nếu như mà bình không nhìn thấy mình thì bình sẽ làm điều dại dột bởi vì bình nói bình sẽ không rời bỏ hoa có thể là bình sẽ nhảy lầu tự tử để chết theo hoa cũng nên khi mà bình nhìn thấy linh hồn của hoa thì bình rất là vui bình nói cuối cùng anh cũng đã có thể nhìn thấy em rồi anh sẽ không bao giờ để cho em rời xa anh có thể là bình đã từ bỏ ý định mà bình vừa mới nghĩ bây giờ bình sẽ sống sống vì hoa mà đằng nào thì linh hồn của hoa cũng sẽ ở bên cạnh của bình cho nên bình sẽ không bao giờ cô đơn làm việc trong nhà tang lễ rồi có vợ là ma thì cũng uh cũng hợp tình hợp lý ha và câu chuyện đầu tiên của chúng ta chính là về câu chuyện cô dâu không đầu là hoa đó các bạn cái đầu thì không có tìm được tuy nhiên câu chuyện thì không có xoáy vào bên trong những cái điều đáng sợ đi tìm cái đầu mà nó xoáy vào bên trong những cái đoạn tình cảm bị lãng quên những sự hiểu lầm đã xảy ra và cuối cùng thì mặc dù âm dương cách biệt nhưng mà bình và hoa cũng đã có cách riêng của họ để ở bên cạnh nhau nhưng mà bác vẫn cảm thấy là tội cho thế chồng sắp cưới của hoa tuy nhiên thế có tiền thế đẹp trai hai anh anh nào cũng đẹp trai hết á thế với bình ai cũng đẹp trai hết á thế thì chắc sau này dễ dàng tìm được nửa còn lại còn có lẽ giữa bình và hoa mới thực sự là tình yêu chân thành mãi mãi không thể nào rời xa bây giờ sẽ là câu chuyện tiếp theo về quả báo hồi nãy là chuyện ở nhà tang lễ bây giờ là câu chuyện xảy ra ở một cái cửa tiệm bán vàng mã sản xuất giấy tiền vàng mã để mà bán đó các bạn đó là ở nhà của ông lư và bà hương hai ông bà này thì cũng khá là thú vị được cái thì bà vợ rất là mê cờ bạc còn ông chồng thì khá là mê gái <laughs> nói chung là bình thường hai vợ chồng á ăn uống ở nhà xong rồi mạnh ai nấy đi à, chuyện ông chồng thì ông chồng làm chuyện bà vợ thì bà vợ làm mà đa phần là bà vợ đi chơi đánh bài đánh mặt trượt rồi đủ thứ trò cờ bạc mà bả chơi cái tiệm ở nhà đa phần ở lãng bé nhang là cháu không biết là cháu hay là nhân viên bắp nghĩ là cháu hay sao á thấy nó thui thủi có một mình nè à. mà nhìn nhang á ngoài 20 cũng lớn rồi nhưng mà giống như là bị bệnh chống đối xã hội á hay là rụt rè gì đó bác cũng không biết nhưng mà không thấy nhan chơi với ai không thấy nhan nói chuyện với ai hết mà luôn luôn rụt rè nép lại rồi chuyện mình mình làm thôi ở nhà là có công việc là sẽ chuẩn bị để mà làm những cái giấy tiền vàng mã làm quần áo bằng giấy nè hình nộm bằng giấy nè hôm đó thì nhan được nhận làm một cái bánh kem bằng giấy nữa trời ơi bánh kem bánh kem cưới làm bằng giấy mà tội nghiệp nhan lắm các bạn làm rất là có tâm đằng nào cũng là bánh kem cưới mặc dù bằng giấy thì cũng ráng làm ba tầng cái tầng trên hả còn làm thành hình cô dâu chú rể rất là đẹp nữa bà hương bà thấy vậy bà la bà kêu làm gì mà kỳ công dữ vậy có cái bánh kem thôi mà bánh kem đám cưới thôi mà làm qua loa làm đại là được rồi làm gì tới tận ba tầng luôn mất thời gian để thời gian làm mấy cái khác thì con bé nó nghe nó cứ thủi thủi nó làm vậy thôi chứ nó cũng chả quan tâm nhan á thì lại rất là thích mèo có một cái con mèo bằng gấu bông nhỏ dễ thương lắm lúc nào cũng ôm theo bên mình hết sau khi làm xong công việc của mình á thì nhan hay đi ra ngoài con hẻm sau nhà để cho mèo ăn nhan có một con mèo gọi là tiểu bạch và nhan rất là thương con mèo này luôn á nó là mèo hoang thôi mỗi lần mà nó tới ăn á mà nó không ăn á nhan rất là lo nhan kêu là sao không ăn vậy ăn đi ăn đi em ăn đi thì đang chơi với con mèo á nhan thấy có một người đàn ông đi ngang qua mà trong ông này có vẻ như là là có sát khí á, bởi vì nhan á, cũng có khả năng đặc biệt mà nguyên nhân vì sao mà nhan hay rụt rè á, là cũng bởi vì một phần nguyên do là nhan có khả năng nhìn thấy người âm khác với ông nghĩa ông nói chuyện bình thường nhưng mà nhan thì rất là sợ và nhan luôn luôn né tránh những cái vong hồn à, khi mà nhan thấy người đàn ông kia đi ngang á nhan tò mò nhìn theo thì thấy ông đi khuất xa thiệt là xa Nhan thấy sau lưng từ phía một cái con hẻm gần đó Ở đằng sau nhà là những con hẻm nó giao nhau mà Ở một góc của con hẻm á Có người đang đứng đó bận một cái đầm dài màu trắng tóc xóa dài đang đứng đó rồi tự nhiên người đó xoay mặt nhìn về phía của nhan khiến cho nhan giật mình giật lùi lại phía sau sau đó có một bà lão đi ngang qua chỗ của nhan bà này là bà bảy bà đi tìm cháu của bà về để mà ăn tối và bà vừa đi bà vừa kêu mỹ 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 ơi về nhà ăn cơm đi con về nhà ăn cơm thì khi mà bà đi ngang qua chỗ của nhan á nhan nhìn theo bà sau đó thì nhan quay lại cái chỗ hồi nãy mà nhan thấy người con gái đáng sợ thì bây giờ nhan không thấy ai ở đó nữa nhưng nhưng mà trông Nhan có vẻ rất là sợ hãi. Sau đó Nhan vẫn tiếp tục quan sát bà bảy đi tới đầu con ngõ thì Mỹ Mỹ chạy tới à, cháu của bà thì chắc khoảng chừng mười mấy tuổi á các bạn. À mỹ mỹ mới kêu là sao bà đi tới đây vậy, à, sao bà bận đồ ít vậy, trời lạnh mà, bà nói là bà đi tìm mỹ mỹ về để mà ăn cơm tối, mỹ mỹ nói là cháu có lớp học thêm, bây giờ cháu phải đi học, bà đợi cháu về rồi chúng ta sẽ cùng với nhau ăn cơm tối. Trước khi mỹ mỹ đi á, thì bà lấy ra một cái chùm chìa khóa, bà đưa cho mỹ mỹ để mà đeo lên trên cổ. Bà nói bà làm ra một cái chìa khóa copy để cho mỹ mỹ có chìa khóa về nhà và ở bên trong chùm chìa khóa có lá bùa hộ mệnh, bù bình an mà bà đã xin cho mỹ mỹ à, cầu mong cho mỹ mỹ đi đường bình an. Sau khi đeo chìa khóa vào cổ cho cháu gái thì mỹ mỹ kêu À, bây giờ cháu chuẩn bị đi đây bà cũng về nhà đi đợi cháu về rồi mình ăn cơm thì sau đó bà quay lưng bà đi sau khi bà của mỹ mỹ quay trở về nhà thì mỹ mỹ cầm điện thoại lên gọi điện cho một người nào đó à, đại khái cái cuộc nói chuyện mỹ mỹ nói là à, chúng ta sẽ đi đến đó chứ à, và phòng là phòng số mấy mà tôi nói rồi tôi chỉ làm có một tiếng đồng hồ thôi đó nha chắc có lẽ là mỹ mỹ lén bà để mà đi làm thêm kiếm tiền để mà chăm lo cho bà đó các bạn trong mỹ mỹ vẫn còn là học sinh nhưng mà hình như là học sinh cấp 3 chắc năm nay nữa là năm cuối cấp 3 rồi. Sau đó thì Mỹ Mỹ rời đi, những gì mà Nhan nghe thấy chỉ có như vậy thôi. Qua ngày hôm sau, Nhan ở trong tiệm vẫn tiếp tục miệt mài làm giấy tiền vàng mã. Ở bên ngoài có một vị khách rất là sang trọng bước vào, trông thì giống như là một phú bà giàu có đi đến để mà mua giấy tiền vàng mã về đốt cho mẹ chồng. Khi mà Nhan nhìn thấy bà đó thì Nhan tỏ ra rất là sợ hãi, bởi vì đằng sau lưng của bà ta là hồn ma của một người phụ nữ lớn tuổi, rất có thể đó là hồn ma của người mẹ chồng đi theo con dâu. Khi mà tới nơi á, thì ông Lư và bà Hương rất là nhiệt tình chào đón khách bởi vì trong khách ăn bận rất là sang trọng. Hỏi bà ta là có muốn mua giấy tiền vàng mã, quần áo, đồ hiệu có đầy đủ tất cả bây giờ có cả đồ hiệu nữa các bạn bà hương á bà còn suối đốt cái bộ mạt trượt xuống cho bà mẹ chồng đi tại vì người lớn tuổi thích chơi mạt trượt lắm rồi bà hỏi là à, chung hay là thiêu nếu mà thiêu á, thì đã có nơi để mà đặt bài vị chưa à, để mà thờ á, các bạn người phụ nữ đó mới kêu là thiêu và đang tìm nơi để mà thờ thì đúng cái bộ môn kinh doanh của hai vợ chồng luôn ở đó làm giấy tiền vàng mã rồi có bán luôn cả quan tài lớn nhỏ đầy đủ rồi có cho chỗ thờ bài vị luôn là ở trên lầu á ổng à, bả xây thành cái chỗ để mà thờ tự tại vì bây giờ á, theo như tình hình ở bên trong bộ phim này nè để mà có được một cái chỗ thờ tự mà đăng ký chủ công á, thì nó sẽ mất nhiều thời gian một cho tới hai năm còn chỗ tư á, thì sẽ tốn nhiều tiền ổng bả mới tạo ra một cái chỗ thờ tự nếu mà có ai mà chưa tìm được chỗ thờ á, thì mang bài vị tới để mà thờ trong những cái ô đó có người thì thờ tạm có người thì thờ luôn Ông bả nói là nhà của ông bả ở đó mà cho nên sẽ không có đột ngột chuyển đi đâu Ờ, ông bà còn nói á, là hàng ngày sẽ có người thắp nhan cúng bái cẩn thận mà kiểu như là mồi chài đó kêu bà này là mướn cái chỗ đó đi nhưng mà cái bà đó bả kêu lại thôi để bà về bà hỏi chồng của bà sau tại vì bà cũng không có biết à, ở đây là có hợp pháp hay không thì hai vợ chồng nói là hợp pháp mà yên tâm đi nhà của họ mà tuy nhiên người phụ nữ đó vẫn rời đi khi mà người phụ nữ đó rời đi rồi á thì ông lư còn nhìn theo và kêu nhìn sang trọng vậy mà kêu có chỗ mướn bài vị rẻ bèo vậy mà không chịu mướn ông lư thấy bà hương chuẩn bị đi đâu đó ông hỏi là bà lại tính đi chơi mặt trượt nữa đó hả bà mới quay lại bà kêu không phải chuyện của ông đâu tôi đi đâu kệ tôi mà tôi nói cho ông biết nha nhớ canh chừng con nhang đó con nhỏ đó đó nó hay cho mấy con mèo hoang ăn lắm mà nó cho một con ăn là cái bầy nó kéo tới ở sau hiểm à hôi ơi là hôi luôn canh chừng con nhỏ đó đó sau đó thì bà rời đi bà đi chơi và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Câu chuyện của cô dâu không đầu và mối tình đậm sâu của Bình và Hoa tạm thời kết thúc mở ra một câu chuyện ngắn mới. Một câu chuyện liên quan tới cái tiệm vàng mã nơi ông Lư, bà Hương và Nhan đang làm việc ở đó. Sau câu chuyện nhân quả này sẽ là câu chuyện mùi tử thi. Và hai câu chuyện còn lại sẽ diễn ra như thế nào thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập cuối cùng của bộ phim Knock Knock Who's There? Một bộ phim của Hồng Kông được sản xuất vào năm 2015 này nhé. Báo cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.